viêm phổi do thuốc lá điện tử ở người trẻ tuổi. Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ tiếp nhận nhiều người bệnh trẻ tuổi, trong đó có học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông, không có bệnh mãn tính vào viện vì tình trạng viêm phổi. Đáng chú ý, đa số những trường hợp đều liên quan đến việc sử dụng thuốc lá điện tử. Điển hình là trường hợp người bệnh là nam 16 tuổi vào viện vì đau tức ngực, ho khạc đờm và khó thở khi gắng sức. Khai thác tiền sử, người bệnh cho biết có sử dụng thuốc lá điện tử cùng với bạn bè trong thời gian gần đây. Người bệnh cho rằng thuốc lá điện tử ít nguy hiểm hơn thuốc lá truyền thống và bị bạn bè lôi kéo. Người bệnh được chỉ định làm xét nghiệm máu, đờm, chụp phim cắt lớp vi tính ngực. Trên phim chụp cắt lớp vi tính ngực, tổn thương thâm nhiễm rộng thùy dưới phổi phải. Người bệnh được chẩn đoán viêm phổi. Nguyên nhân ban đầu nghĩ đến do hút thuốc lá điện tử. Người bệnh được điều trị kháng sinh, long đờm, hồi phục chức năng hô hấp. Sau đợt điều trị, các triệu chứng và tổn thương phổi trên phim có cải thiện, người bệnh tiếp tục được hướng dẫn theo dõi tại nhà và khám lại theo lịch hẹn. Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Bùi Mạnh Cường, trưởng khoa nội hô hấp cho biết, tình trạng của người bệnh diễn biến khá phức tạp, mặc dù người bệnh còn rất trẻ, không có bất kỳ bệnh lý nền nào, nhưng tổn thương ở phổi lại rất nặng nề, không khác gì ở người cao tuổi. Chúng tôi đã phải áp dụng những biện pháp điều trị nhằm bảo tồn tối đa chức năng phổi của người bệnh. Thuốc lá điện tử là một sản phẩm mô phỏng hình dáng và chức năng của thuốc lá truyền thống, nhưng có hình dáng bắt mắt, dễ sử dụng, cấu tạo bao gồm pin, buồng đốt và buồng chứa dịch lỏng. Khi sử dụng, pin cung cấp năng lượng để đốt nóng dịch lỏng trong buồng đốt làm bay hơi, trong đó cũng chứa nicotine, các chất gây nghiện, chất tạo mùi và hàng trăm các hóa chất khác. Nguy hiểm hơn, thuốc lá điện tử có thể được lợi dụng để hút cần sa và các chất gây nghiện khác. Trong khói thuốc lá điện tử có rất nhiều chất độc hại khác nhau tác động lâu dài đến sức khỏe. Thuốc lá điện tử có khả năng làm nóng các chất lỏng bên trong hộp đựng nicotine. Khi ở nhiệt độ cao, chất lỏng này sẽ chuyển sang dạng hơi và người hút sẽ hít luồng hơi này vào cơ thể, từ đó gây ra rất nhiều vấn đề về sức khỏe như buồn nôn, tức ngực, ho, tăng huyết áp và nhịp tim, ảnh hưởng đến trí nhớ, giấc ngủ, ảnh hưởng đến bệnh lý tim mạch, ảnh hưởng đến hệ hô hấp. Hút thuốc lá điện tử trong thời gian dài và liên tục có thể gây ra các triệu chứng như ho đờm kéo dài, đau tức ngực, khó thở khi vận động, sốt nhẹ kéo dài, ho ra máu, đổ nhiều mồ hôi vào ban đêm, sụt cân. Những dấu hiệu này còn rất có thể là biểu hiện của bệnh viêm phổi, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, suy hô hấp, thậm chí là ung thư phổi. Ngoài ra, nó còn ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản. Nicotine có thể gây rối loạn kinh nguyệt, rối loạn nội tiết tố ở nữ giới, rối loạn cương dương, xuất tinh sớm ở nam giới, thậm chí gây vô sinh. Ở phụ nữ có thai, gây dị tật, rối loạn phát triển thai nhi. Ngoài ra, trong khói thuốc lá điện tử cũng có nhiều chất tạo mùi, các chất độc hại khác gây ung thư vòm họng, ung thư thực quản, v.v. Rất nhiều người hiện nay cho rằng dùng thuốc lá điện tử không có ảnh hưởng gì đến sức khỏe và dùng thuốc lá điện tử như một cách để cai nghiện thuốc lá truyền thống. Tuy nhiên, trong khói thuốc lá điện tử vẫn chứa thành phần nicotine và các hóa chất gây nghiện khác nên mức độ ảnh hưởng đến sức khỏe không hề thua kém so với thuốc lá truyền thống, thậm chí còn nguy hiểm hơn do tâm lý chủ quan, cho rằng thuốc lá điện tử an toàn, dẫn đến việc sử dụng nhiều và thường xuyên, từ đó gây ra những hậu quả nặng nề cho sức khỏe. Qua đây, các bác sĩ khuyến cáo người dân, đặc biệt là những người trẻ tuổi, người vị thành niên, học sinh, sinh viên nên tránh xa các loại thuốc lá nói chung và thuốc lá điện tử nói riêng. Dù những người bán hàng có nhiều quảng cáo hấp dẫn nhưng không nên vì vậy mà quên đi những tác hại khôn lường của chúng đối với sức khỏe của người sử dụng hay những người hít phải khói thuốc lá một cách thụ động. Để duy trì một sức khỏe tốt, chúng ta cần tránh xa các loại thuốc lá và khói thuốc. Đây là việc rất cần thiết để bảo vệ sức khỏe chính bạn và cộng đồng. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.